Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái món hoa quả dầm siêu ngon nhé. Thì đầu tiên hoa quả thì mình tự tự chọn mua ngoài chợ và mình mua những cái hoa quả, đây là những hoa quả yêu thích của mình. Và các bạn có thể sử dụng những cái hoa quả mà có sẵn trong tủ lạnh, có sẵn ở nhà để mình làm cái món này để chúng ta giải nhiệt mùa hè và chúng ta ăn thường xuyên, bởi vì hoa quả rất là tốt cho sức khỏe của mình. Cũng như là người lớn, người già, trẻ nhỏ đều rất là cần đến hoa quả. Và đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái hoa quả yêu thích của mình, có gồm có là chuối này, thanh long này, chôm chôm, chôm chôm là mình đã tách hạt rồi, dưa hấu và xoài. Thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng một hộp sữa chua nhá. Tiếp theo là sữa đặc. Và đây là sữa tươi. Bây giờ mình sẽ bước qua chuẩn bị làm cái món này nhé. Đây mình sẽ sử dụng một cái thau để mình dầm hoa quả. Mình cho tất cả các hoa quả mình đã sơ chế vào trong thau nhé. Các bạn nhớ là những hoa quả này mình sẽ cắt nhỏ từng miếng thì nó vừa ăn cho rất là đẹp. Các bạn không nên thái to nhé, thái to thì nó sẽ không đó, chúng ta sẽ cho vào. Bây giờ mình sẽ cho vào sữa chua vào. Nếu các bạn dầm theo kiểu cách của mình thì rất là ngon, vì cách mà mình đã thử nghiệm rất là nhiều, mình ăn thường xuyên. Ăn hoa quả phải giúp cho sức khỏe của mình, hay nữa là còn đối với những phụ nữ đẹp da nhé, nên phụ nữ chúng mình là nên ăn hoa quả nhé. Và bây giờ mình sẽ cho sữa đặc này. Sữa đặc này thôi. Nghe bạn nhé, mình cho một thìa sữa đặc vào nhé. Và mình cho sữa tươi vào. Các bạn cũng có thể làm đá, đối với những người ăn lạnh á, thì mình có thể cho đá vào để mình ăn cùng. Còn một số người thì họ sẽ cho vào ngăn mát khoảng tầm 30 phút. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng. Tầm 30 phút sử dụng cũng được. Còn đối với mình thì mình không thích ăn lạnh lắm thì mình có thể cho ăn trực tiếp luôn. Đó, nhìn rất là ngon các bạn nhé. Cái này mình vừa bày ra đĩa với bày ra cái cốc nó thủy tinh xinh xinh á, thấy rất là ngon. Nhưng mà hôm nay mình sẽ để cả cái thau như thế này, mình sẽ ăn thử cho mọi người nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ăn món hoa quả dầm nhá. Các bạn nhìn có đẹp các ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Và nhìn rất là ngon nữa. Cách làm rất là đơn giản và nhanh. Mình sơ chế nhanh sau mình làm rất là đơn giản.